Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình. Đang trong thời gian nghỉ hè cho nên là tụi mình có rất là nhiều thời gian để chơi với nhau. Một trong những sở thích đó là tụi mình thích chơi cờ cá ngựa với nhau. Hôm nay các bạn cùng theo dõi để xem quân màu xanh hay là quân màu vàng chiến thắng nha. Cảm ơn các bạn.
cùng theo dõi đến đây thì các bạn đang đoán rằng team màu xanh sẽ chiến thắng đúng không các bạn? Nhưng hãy xem đây, chuyện gì sẽ xảy ra trong những phút giây tiếp theo? Quân màu vàng đã ra chuồng. Quân màu xanh đang rất là hồi hộp. Và quân màu vàng đã quân màu xanh rồi. Quá tiếc cho quân màu xanh luôn. Quân màu vàng sắp lên chuồng rồi các bạn ơi. Không biết là quân màu xanh có đảo ngược tình thế hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ô, quân màu vàng đã lắc được số 1 và chiến thắng. Kết quả chung cuộc, màu vàng đã chiến thắng quân màu xanh. Chúc mừng quân màu vàng. Tiếp theo là một trận đấu cờ cá ngựa giữa quân màu vàng và quân màu trắng đỏ nha các bạn. Cùng theo dõi để xem quân nào sẽ chiến thắng. Cảm ơn các bạn.
quân màu đỏ trắng sắp lên trường rồi các bạn ơi. Có hồi hộp quá không các bạn? Trong khi quân màu vàng đang đuổi sắp tới vị trí rồi. Có ra một không? Ra một đi quân màu trắng đỏ ơi. Không ra lại ra số 5. Và quân màu vàng đang cầu nguyện cho ra số 1 để... Oh. Cuối cùng là quân màu trắng đỏ đã chiến thắng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nguyên hai cuộc chiến cờ cá ngựa trong buổi hôm nay nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại.